Chị Thủy Titi đang đang biến hình trở thành một cô gái dao. Ấy nhờ, dọc qua đi. Không phải kiểu thiệt tại thành phố không? Và nhà mới giống với hoa kiến này, dao. Để bước cuối cùng trong việc trở thành người dao đỏ, đó chính là quần khăn đội đầu. Mình chấp phần là kê mà. Yeah, con thấy màu này hợp con này, như thế này có vẻ hay hay nhỉ. Thì có cho phép nhập tịch không? nhập tịch mình người da đỏ để kiếm người da đỏ tiếp nhá. Sẵn sàng luôn chị ạ. Đây là chị Thủy Titi đang được mẹ mình gọi là mặc trên cái bộ trang phục truyền thống của người dân tộc Dao. Đây là lần đầu tiên mình mặc đấy, mình thấy mọi người mặc rất là nhiều lần rồi nhưng mà chưa bao giờ được thử. Ôi, hôm nay thành thật rồi này. Như kiểu thành cô dâu luôn nữa. Phải gọi bác dần thôi. Đây là người kinh nhưng mà đóng vai người dao. Kinh thế nhỉ. Có một người là cũng có người chưa? Chị sẽ kêu gọi mọi người đến. Đây rồi. Wow, chúng ta đã có người đầu một tiên. Một bé của chúng ta đầu tiên. Dạ, xin chào chị. Hello bé. Xin chào con. Nhiều quá. Nhớ. Trời ơi, nào, đập tay với cô. Đập tay. Dạ, nào, đập tay. Nào, đập. Bó bữa. Nghĩa là gì? Xin chào mọi người, hiện tại mình đang có mặt ở điểm trường tại thôn Phìn Hồ, xã Thâu Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Và hôm nay thì mình thay mặt cho các bạn nằm trong dự án Ước Mơ Vùng Biên của các bạn trường sinh viên trường Đại học Đại Nam Hà Nội. Thì các bạn có những cái chương trình
là hỗ trợ các em nhỏ vùng biên để có thể là một phần nào đó có thể là gieo rắc những cái mầm non đầu tiên của mình vào những tầng như các cháu nhỏ ở đây. Đôi lúc cái này nó hơi bung ra chị ạ. Anh cảm ơn nha. Nào các con nha. Bây giờ cô có một chút đôi lời nói với các con ở đây với cả các bậc phụ huynh ạ. À, thực sự là về cái chương trình này thì cô mới biết là ngày hôm nay hôm kia thì mới lại khá và cô mong muốn đến đây tham gia cùng với các con bởi vì là các con rất là đáng yêu không? Ây da, rất là đáng yêu. Ngày hôm nay thì có mặt tại đây thì thực sự là mình mong muốn rằng mình sẽ cùng đồng hành với bạn Bá trong chương trình này Ước mơ vùng biên. Và bên cạnh đó thì mình mong rằng trong thời gian tới mọi người xung quanh khi họ biết đến chương trình có thể tham gia cùng tụi mình. Thực sự là trẻ em là một mầm non của đất nước và những mầm non này sẽ cần học tập tốt hơn. Ở trên khu vực này thì điều kiện học tập còn khó khăn và điều kiện kinh tế còn khó khăn, do vậy thì về trang thiết bị, cơ sở vật chất và rất là nhiều thứ khác, kể cả về giáo viên thì vẫn còn cần được bổ sung trong thời gian tới. Do vậy là mình mong muốn rằng với hoạt động ý nghĩa như vậy thì sẽ kêu gọi được sự giúp đỡ của mọi người và cùng đồng hành với tụi mình. Và tụi mình biết rằng việc hoạt động từ thiện là một điều rất là khó bởi vì nó không chỉ là về việc cái tâm mà còn mang nhiều điều khác nữa. Do vậy thì mình hy vọng rằng khi mà chúng ta, nếu có ai đó mong muốn hợp tác cùng với mình thì đó là người phải hiểu ý tưởng của chương trình và là người mong muốn đồng hành lâu dài. Và như vậy là cô cảm ơn các con nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tham gia chương trình và đi vào trong bên trong chợ ấm nhé. Thay mặt cho dự án Ước mơ vùng biên và thay mặt cho tất cả các bạn ở trong trong dự án Ước mơ vùng biên thì mình có một chút quà gọi là bánh kem để có thể là hỗ trợ các cháu nhỏ. Bây giờ là mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đúng không? 10 đúng không? Bây giờ chị ơi, bây giờ ở đây là chúng ta có 10 cháu. 10 cháu. Chưa ăn chứ? Đi 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 đi
Và đây là bút chì. Thì bây giờ nhá, ở đây mọi các cháu biết hết chữ đúng không? Có biết chữ không? Có đúng không? Thế bây giờ nhá, bây giờ là chú sẽ phát cho mỗi cháu một cái bút chì này. Đấy, một cái bút chì này thì mình sẽ viết cái ước mơ. Mình có ước mơ gì không? Mình có ước mơ không? Có đúng không? Đấy. Đấy, mỗi người sẽ được phát một cái bút này và một tờ giấy thì mình sẽ viết cái ước mơ của mình lên đấy nhá. Có được không? Có đồng ý không? Có. Vâng, tăng lên nào. Có đồng ý không? Có. Đây nhá, bây giờ chưa ai 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 chưa gấp lại thành bốn nào, gấp lại xong xong thì gấp lại của con xong chưa, bên này xong chưa? Rồi xong rồi đúng không? Ok thì con gấp lại đi. vẫn còn đang rất là luyến tiếc. Bây giờ nhá, các con cùng với cô, cùng với cả các chú là chúng ta sẽ cùng nhau hô một câu. Cô nói trước, sau đó thì các con cùng hô nha. Câu đó liên quan đến việc các con vừa mới đi thả suối vừa rồi. Ok, nào cô sẽ bắt đầu nha. Các con nhìn cô này. Các con nhìn cô Ti Ti này. Nào 1, 2, 3. Ước mơ vùng biển. Ước mơ vùng biển. Và hy vọng sau này là các con sẽ có cho mình ước mơ và thực hiện được ước mơ của mình. Chúng ta có tin không? 1, 2, 3. Tin, cố lên. Yo, nào giơ tay. Yo, yo. Ok. Có muốn nhiều lần vui như hôm nay nữa không? Có. Thế bây giờ hôm nay cũng muộn rồi nên là các cháu về ăn cơm nhá, không lại mình đói. Ok không? Cảm ơn các cháu bé hôm nay đã có mặt ở đây và cảm ơn các chị, các bậc phụ huynh đã cố gắng hỗ trợ em là giữ
đưa các cháu nhỏ đến đây thì rất là cảm ơn các cô chú, đấy, các bậc phụ huynh của các cháu rất là nhiều. Đó thì cũng mong là sau này sẽ có nhiều chương trình mà dự án có thể là hỗ trợ được các con, ví dụ là hỗ trợ một phần nào có thể là mình có thêm những cái động lực để mình có thể là đi học về để sau này có thể là xây dựng cho tương lai đất nước của mình, đúng không? Đúng nha, 2, 3 này, có đúng không? Đúng.